Máy bay hạ cánh xuống sân bay Korea. Các bạn hãy đi theo mình xem sân bay Korea 3 ngày như thế nào các bạn nhé. Lần đầu tiên mình đến sân bay Korea vào 3 ngày. Alo, xin chào các bạn. Mình đang có mặt tại sân bay Korea. Wow, các bạn ở sân bay Korea tuyệt đẹp các bạn, đẹp vô cùng là đẹp. Mình đang chờ để bay về Mỹ thì mình thấy đẹp quá sức. Còn lúc mà mình đi qua lại qua Việt Nam thì mình lại tối quá đi vội vàng, không có được nhìn thấy gì hết. Trời ơi, nhiều đẹp ghê đi các bạn. Đẹp quá sức đi, đẹp hơn Mỹ nhiều. I'm so happy. Đẹp quá à. Đây là cái phòng để cho người ta ngồi đó các bạn. Chỗ quá đẹp các bạn ơi, đẹp quá sức tưởng tượng luôn. Đèn ở đây đổi màu, quá là đẹp. Các bạn thấy rất là đẹp. Họ để những cái ghế cho người ta nằm nghỉ ngơi, cho người ta ngồi các bạn. Đẹp quá là đẹp luôn. Mình chưa thấy cái phi trường nào đẹp như vậy đó. Đẹp hơn cả Las Vegas. Thank you.
Please have your passport and boarding pass ready at the gate.
Một chút sơ lược về sân bay Korea ban ngày lần đầu tiên mình mới được đến. Và thân chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc các bạn nhé.